thi đấu ở hạng cân, nằm 9kg và một kỹ thuật sườn rất tay và một tình huống đè tuyệt đối. Thế nào đây? Ôi, chấn thương rồi các bạn ạ. Bị chấn thương. Đã có một tình huống chấn thương ở trong trận đấu vừa rồi các bạn. Xin mời các bạn trở lại với thảm A, với sự góp mặt thi đấu của Nguyễn Bích Du, trang phục xanh tới từ Hà Nội, Việt Nam, thi đấu với Lovita tới từ Indonesia. Xem hình các bạn, cô gái xinh đẹp Bích Du, trang phục xanh, thi đấu ở hạng cân, nằm 9kg và một kỹ thuật sườn rất tay và một tình huống đè tuyệt đối. Thế nào đây? Ôi, chấn thương rồi các bạn ạ. Bị chấn thương. Chiến thắng thuộc về Bích Du Việt Nam trong trận đấu vừa rồi. Và đây trên màn hình các bạn là cuộc so tài giữa Việt Nam và Lào. Trên mình các bạn là vận động viên tới từ Lào, Thamavong, thi đấu với Nguyễn Bích Du ở hạng cân 59kg. Đây, ai chạy rất nhanh, Bích Du đã tóm được chân của Thamavong rồi. Bích Du, cô gái xinh đẹp tới từ Hà Nội, Việt Nam, đã sang sau và đang tìm cách thực hiện bó chân chặng. Vâng, bó là sẽ có đàn ra ngoài rồi, chắc chắn là chưa kết thúc. Bởi vì đã có những tình huống ra đòn ở bên ngoài vòng zone thi đấu. Vâng, đây chính là Bích Du. Bích Du thì có chị gái rất là xinh đẹp, mới tốt nghiệp đại học và chưa lấy chồng các bạn nhé. Nếu các anh em nào mà chưa lấy vợ thì hãy liên hệ với Bích Du. Bích Du có một người chị gái phải nói là thực sự xinh đẹp các bạn ạ. Đẹp một cách nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng nước nghiêng thùng. Vâng, thực sự là đẹp. Và liên tiếp là những đòn cuốn của Bích Du. Và như vậy trận đấu này đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Bích Du Việt Nam, cô gái tới từ Hà Nội, Việt Nam. Chúc mừng Bích Du các bạn nhé.
trong một tình huống, một kỹ thuật sườn vừa rồi. Một kỹ thuật sườn vừa rồi thì vận động viên tới từ Indonesia đã gặp chấn thương. Chúng tôi hy vọng rằng vận động viên tới từ Indonesia sẽ gặp phải một chấn thương không phải là quá nặng các bạn ạ. Nhưng mà theo quan sát của chúng tôi thì vận động viên tới từ Indonesia đang tỏ ra rất đau đớn và đang la hét. Vâng, đang la hét ở trên thảm đấu. Không, vừa rồi là một chấn thương ở khớp cổ tay các bạn ạ. À, khớp khuỷu tay. Vừa rồi là chấn thương ở khớp khuỷu tay của vận động viên tới từ Indonesia. Chúng tôi hy vọng rằng là chấn thương của vận động viên tới từ Indonesia không quá nghiêm trọng và sẽ sớm hồi phục để có thể tập luyện và thi đấu ở các giải đấu tới đây. Vâng, đúng như anh Nguyễn trước có bình luận là chạch khớp khuỷu tay các bạn ạ. Chạch khớp khuỷu tay. Chúng tôi lúc nãy có ghi hình, các bạn có thể quan sát thấy rất rõ một tình huống bị xoay khớp khuỷu tay, bị chật khớp khuỷu tay. Đăng Quốc, vâng, cảm ơn thông tin của huấn luyện viên Đinh Văn Kiên. Chúng tôi bây giờ mới nhớ ra là thêm cả Nguyễn Đăng Quốc nữa các bạn nhé. Có thêm cả Nguyễn Đăng Quốc nữa. Tại giải Lào Cai vừa rồi thì cậu em trai của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Tiên là Nguyễn Đăng Quốc đã có những trận đấu rất hay. Và thật sự Nguyễn Đăng Quốc là một trong những vận động viên rất triển vọng của làng vật Việt Nam. Chúng tôi được theo dõi cái phong cách thi đấu của Nguyễn Đăng Quốc là hết sức tuyệt vời tại giải vật trẻ Lào Cai diễn ra tại Lào Cai vừa rồi các bạn nhé. Cảm ơn thông tin của huấn luyện viên Đinh Văn Kiên.